Bằng chứng Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã bí mật kết hôn, còn lộ cả ảnh cưới. Dù chịu sự cạnh tranh từ loạt dự án đình đám, Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa vẫn thu hút được lượng người xem lớn, trở thành một trong các bộ phim Hoa ngữ được yêu thích nhất hiện nay. Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau ảnh cưới của cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi. Theo đó, Lý Tuân, Chu Vận trong Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa chiếu sáng anh sưởi ấm em đang là cặp đôi được đẩy thuyền nhiệt tình vì sự xứng đôi và đáng yêu từ trong phim ra đến đời thực. Sau khi lên sóng, phim lập tức gây sốt và cán mốc 10.000 điểm nhiệt độ và 3.000 lượt tìm kiếm nóng trên mạng xã hội. Vì thế, mọi thông tin liên quan đến cặp đôi chính đều nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Mới đây, cư dân mạng lan truyền bức ảnh trông rất giống ảnh cưới của cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi. Theo đó, nhiều người đã không giấu được sự hào hứng và đặt nhiều nghi vấn rằng liệu Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ có đang phim giả tình thật hay đây là ảnh cưới của Chu Vận, Lý Tuân. Tuy nhiên, fan phim đã vội vào đính chính rằng bức ảnh trên chưa được các diễn viên liên quan hay đoàn phim xác nhận, rất có thể đã được phù phép bởi công cụ Photoshop. Dù vậy, công chúng vẫn dành lời khen có cánh cho nhan sắc xinh đẹp của Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ và mong rằng cặp đôi sẽ có cơ hội hợp tác trong các dự án mới. Hiện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa cùng các thông tin liên quan đến bộ phim vẫn nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Phim nhận được cơn mưa lời khen từ diễn xuất, nội dung đến hậu kỳ, đặc biệt là việc không lạm dụng cảnh nóng cũng như filter cho cặp đôi nam nữ chính. Thành công của Chiếu Sáng Anh Sưởi Ấm Em đã giúp tên tuổi của Trần Phi Vũ ngày càng được khán giả quan tâm và chú ý. Có thể nói vai diễn lần này là một thử thách lớn đối với Trần Phi Vũ, bởi đây là nhân vật đòi hỏi rất nhiều trạng thái cảm xúc. Chẳng những vậy, trong nguyên tác Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa, nam chính Lý Tuân đã trở thành một bức tường thành vững chãi trong lòng người đọc. Chính bởi thế, việc làm sao để lột tả một cách trọn vẹn nhất từ ngoại hình cho đến tính cách của nhân vật sẽ là một bài toán khó đối với nam diễn viên trẻ Trần Phi Vũ. Mới đây, Trần Phi Vũ đã có những chia sẻ đầy bất ngờ về nhân vật mình đảm nhận trong bộ phim Chiếu Sáng Anh Sưởi Ấm Em. Tiết lộ về bí quyết giúp mình dễ dàng hóa thân thành thủ khoa Lý, Trần Phi Vũ cho biết, tôi cho rằng đối với mỗi diễn viên, đài từ là một phần rất quan trọng trong diễn xuất. Thật ra, kể từ bộ phim đầu tiên của tôi tới giờ, phim nào tôi cũng dùng cách thu âm trực tiếp. Đối với diễn viên, quan trọng là vậy, các nhân vật còn quan trọng hơn. Dù lồng tiếng hay thu âm đều nên dùng chất giọng trực tiếp của mình, vì tôi cho rằng có thể xây dựng nhân vật thông qua đài từ. Với tôi, đó là một phần không thể thiếu của diễn xuất. Những chia sẻ đầy khôn khéo của Trần Phi Vũ đã nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Netizen đánh giá rất cao về thái độ chuyên nghiệp của ngôi sao trẻ, đồng thời không quên khen ngợi sự kinh nghiệm của anh. Điều này cũng đã phần nào chứng minh được lý do vì sao Trần Phi Vũ ngày càng được khán giả công nhận và đánh giá tốt. Bên cạnh Trần Phi Vũ, thành công của phim một phần không nhỏ có sự góp sức của nữ chính Trương Tịnh Nghi. Cụ thể, nhiều khán giả đánh giá Trương Tịnh Nghi sinh ra để dành cho vai diễn Chu Vận, giúp sức hút của bộ phim ngôn tình ngày càng lan tỏa. Bản thân Trần Phi Vũ đánh giá Trương Tịnh Nghi giống nhân vật Chu Vận đến 80%. Điều đó cho thấy mức độ hợp vai và khả năng nhập tâm vào vai diễn của Trương Tịnh Nghi là rất tốt. Theo truyền thông Hoa ngữ, Trương Tịnh Nghi vốn là con người cương quyết, mạnh mẽ và không dễ bị chèn ép. Tính cách này cũng giúp cô phù hợp với vai Chu Vận. Dù rằng trước đó Trương Tịnh Nghi gây tranh cãi vì khẩu hình miệng không khớp trên phim, điều này khiến cô ít nhiều mất điểm. Tuy nhiên, theo một số khán giả nhận định, bộ phim Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa bị cắt quá nhiều chi tiết do không phù hợp, thậm chí tác phẩm còn bị cắt một số lời thoại, dẫn đến một số phân cảnh khẩu hình miệng của Trương Tịnh Nghi không hợp với vai Chu Vận. Điều này phần nào khiến khán giả khó chịu khi theo dõi. Tuy nhiên, sau khi nghe được thông tin này, nhiều khán giả đã bày tỏ sự thông cảm cho Trương Tịnh Nghi. Họ đánh giá rằng dù là diễn viên trẻ nhưng cô đã nỗ lực rất nhiều vào vai diễn này, thậm chí không ngại làm xấu mình để đóng một số phân cảnh u uất, bệnh trầm cảm.